ghi bàn, Dembélé 15, Lopez 85, Torres 90, cộng 1. Hai đội đều quyết tâm khi tung ra đội hình mạnh. Real chào đón Thibaut Courtois trở lại. Carlo Ancelotti một lần nữa thử nghiệm tân binh giúp Bellingham ở vị trí tiền vệ công, sau hai tiền đạo Vinicius Junior và Rodrigo. Real ra sân với bộ tứ tiền vệ trẻ, gồm Eduardo Camavinga, Federico Valverde và Aurelien Tuameni. Hai lão tướng Toni Kroos và Luka Modric vào sân trong hiệp 2. Cầu thủ Real và Barca xô sát dù đá giao hữu. Ảnh, AP, Xavi thêm 14 vị trí so với trận thua Arsenal 3-5. Trong đó có sự trở lại của Ousmane Dembélé, cầu thủ đang bị đồn sẽ chuyển đến PSG trong hè này. Barcelona nhập cuộc ấn tượng hơn. Orion Romeo sớm khiến sàn ngang Real rung chuyển với pha volley từ ngoài vòng cấm. Phút 15, Dembélé đánh dấu màn trở lại khi đón đường chọc khe từ Pedri rồi sút căng chéo góc, khiến Courtois không kịp đổ người. Real có cơ hội gỡ hòa 4 phút sau. Họ được hưởng phạt đền sau pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của Ronald Araujo. Tuy nhiên, Vinicius sút dội sàn ngang ra ngoài. Real ép sân những phút sau đó. Cú đá phạt căng về góc cao khung thành của Rodrigo bị Marc-André Ter Stegen bay người cản phá. Vinicius sút trúng sàn ngang. Bellingham ập vào dứt điểm bồi nhưng cũng đưa bóng trúng cột dọc. Dani Carvajal lao vào tranh chấp nhưng bị Julen Kun cản phá trước vạch vôi. Hai thủ môn tiếp tục để lại dấu ấn trong thời gian còn lại của hiệp 1. Sai lầm của Ferland Mendy tạo cơ hội để Dembélé đối mặt nhưng không thể đánh bại Courtois. Không lâu sau, Valverde căng ngang cho Rodrigo đệm cận thành nhưng Ter Stegen một lần nữa từ chối nỗ lực của tiền đạo Brazil. Robert Lewandowski và Ferland Mendy tranh chấp trong hiệp 1 trận đấu. Ảnh, AP.